Đây là một trong những cái ca mà chính thức là chị Loan ở Bình Tân đang thực hiện cái ca này bằng những cái sản phẩm của STD Group. Chính vì thế nên hiện tại thì Huế đang thấy là ở trên mạng và một số kênh thông tin thì cũng có rất là nhiều nơi và cũng có rất là nhiều bạn thì cũng có lấy cái hình ảnh của chị Huệ để có thể nói rằng là đây là cái phác đồ điều trị của bên các bạn đó. Xin chào mọi người có nhớ ca khách hàng này mà Huế đang làm việc ở tại Bình Tân không ạ? Đây là chị Huệ, ngày hôm nay thì Huế vào làm việc ở trong Sài Gòn và gặp chị Huệ là chị khách hàng đang điều trị cái ca bệnh lý bị rối loạn sắc tố nặng như thế này. Và hiện tại thì sau thời gian thì chị Huệ đã có được cái gương mặt như thế này, mọi người có thể nhìn. Chị có thể zoom sát gần mặt để cho mọi người có thể nhìn được cái Này da sát của chị hiện gần. tại như thế nào không ạ? Dạ, chị ơi, chị có hài lòng với cái làn da của mình bây giờ không chị? Cậu chị rất hài lòng Dạ vâng. và tuyệt vời. Chị có thể nói qua cho em biết là tại sao chị lại bị cái tình trạng da mà nặng như thế này không? Và khi mà chị bị như thế này thì chị đã điều trị ở những nơi đâu rồi và cái cảm giác của mình như thế nào? Và khi mà điều trị xong rồi thì bây giờ cảm giác của chị như thế nào ạ? Thì trước tiên là chị cũng có xài kem cũng Dạ. một thời gian nhưng mà thấy nó không hợp thì chị bỏ. Dạ. Bỏ thì có đi chơi mấy chỗ, đi đầm sen nên nó cũng bị cái nước tẩy vào, thế là trong vòng 3 tuần là chị bị như vậy đó. Dạ. Thì cũng đi, có đi bác sĩ da liễu rồi bác sĩ thẩm mỹ Chợ Giấy có luôn nhưng mà Dạ. không có chỗ nào nó đạt kết quả, Dạ. thì chắc cũng phải mất 3 4 tháng thì lúc đấy mới đến chỗ chị Ba Loan Nguyễn. Dạ. Thì từ đấy đến đây chắc cũng 8 9 tháng rồi, Dạ. thì mặt mình nó đã cũng chuẩn bị như là hoàn thành. Dạ. Tức là bây giờ là cái tình trạng da của chị gần như đã đạt được khoảng 90% rồi và bây giờ chỉ có tập trung để phục hồi nuôi cho cái da nó khỏe thôi đúng không ạ? Đó, thì em muốn hỏi chị là khi mà chị bị những cái vấn đề nặng như thế này thì có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống gia đình hay là cái công việc của mình không ạ chị? Cũng có cái cũng 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 có lúc rất là ngại, nhiều khi cũng cứ bịt khẩu trang suốt nhưng mà công việc vẫn làm, Dạ vâng. cũng tự mình cũng phải an ủi mình, cũng Dạ phải vâng. cố gắng. Thì Dạ vâng. cái lúc gặp cô bạn chỉ lên đây là mình cũng rất là may mắn là gặp được chị Ba Loan Nguyễn ở đây, Dạ vâng. thì đúng là bạn cũng rất nhiệt tình Dạ. mà làm cho mình như vậy là được, là quá đạt kết quả rồi. Dạ Lúc vâng. này là tuyệt vời. Dạ. Rất là hài lòng rồi đúng không chị? Vâng. Em thấy rằng là bây giờ thì hiện tại thì chị Huệ đang rất là vui vẻ và cũng giới thiệu rất là nhiều khách cho chị Loan, bởi vì chính từ cái kết quả của mình mà hiện tại thì bây giờ rất nhiều người đã tin tưởng vào cái tay nghề cũng như là vào cái quá trình điều trị và những cái sản phẩm dịch vụ tại Spa Loan Nguyễn. Thì bây giờ thì hiện tại thì chị Loan có thể chia sẻ là trong cái quá trình mà điều trị cho chị Huệ đấy thì mình đã phải sử dụng những cái phác đồ điều trị như thế nào cũng như là cái cách mà khách hàng có kết hợp với mình để trong cái quá trình điều trị để cho đạt được cái kết quả như thế này. Ở tại nhà thì khách hàng có phải kiêng khem hay là có phải bất tiện gì trong cái quá trình sinh hoạt hoặc là mình phải kiêng khem nghỉ dưỡng quá nhiều không? Dạ vâng ạ. Khi mà bạn chào tất cả mọi người nha, khi mà bạn Huệ tới spa thì nhìn cái mặt của bạn á, thì mình biết là mình sẽ điều trị được, nhưng mà mình cũng nói với bạn là mình sẽ chia ra làm 2 liệu trình để mình điều trị, để cho bạn cảm thấy là khi mà mình hoàn thành cái liệu trình đầu rồi á, bạn có lòng tin thì bạn sẽ tiếp tục điều trị tiếp lần hai. Thì bạn ok với mình liền, rồi bạn nói là đã tới đây thì đặt cái lòng tin vào đây rồi, thì đã có những người bạn mà mình đã điều trị hết rồi chỉ tới đây, cho nên là bạn hoàn toàn tin tưởng. Thì cái ca cái điều trị của bạn á, thì bước đầu tiên á, mình cho bóc tách cái da, thì bạn chỉ là kiêng nước trong vòng 1 tuần cho tới 10 ngày, 1 tuần tới 1 tuần 10 ngày cho tới 12 ngày, có nghĩa là từ 7 cho tới 12 ngày thì bạn kiêng nước, khi mà bong da ra thì nó cũng không có cái vấn đề gì để mà trong cái cuộc sống, nó chỉ là kiêng nước xíu thôi, hơi khó chỗ đó thôi. Rồi mình bóc tách cho bạn là 3 lần, và sau đó thì sau những lần bóc tách đó thì mình phục hồi thì mình phục hồi sản phẩm của STD Group. Thì trong cái mình cảm thấy chọn cái dòng sản phẩm STD này phục hồi rất là hiệu quả, cho nên là mình đã chọn, và hiện tại là mình đang dùng những sản phẩm phục hồi này để phục hồi cho tất cả những khách làm liệu trình ở đây. Mình phía sau là toàn bộ những khách đang làm liệu trình tại spa, thì tất cả những cái liệu trình sau bóc tách là mình sẽ dùng cái phương pháp phục hồi bằng sản phẩm mà SD rất. Chị thấy là trong cái quá trình mà da điều trị của khách hàng ấy thì khi mà sử dụng sản phẩm thì cái nền da của khách hàng khi mà trả khách hàng những cái ca nám như trước đây so với những cái phương pháp trước đây thì chị thấy nó có cái sự khác biệt gì không ạ chị? Khác biệt rất là nhiều em. Ví Dạ. dụ như sau khi mà chị phục hồi á, thì làn da cái dày lên rất là nhanh và làm cho cái da nó chắc khỏe, và cái tình trạng tái nám là nó sẽ hạn chế tuyệt đối luôn.
Tức là nó ngăn ngừa cái tình trạng tái nám đúng không chị? Ngăn ngừa cái tình trạng tái nám lại, mà cái đó là cái mà hiện tại cái nhu cầu của tất cả các bạn chủ spa hoặc là những cái khách hàng là đều là muốn, mong muốn là có được hết. Tại vì điều trị nám thì nhiều người người ta sẽ sợ là tái phát lại, nhưng mà riêng mình thì mình khi mình dùng sản phẩm STD thì mình có thể cam kết, giống như là nó cũng không không có nói là tuyệt đối 100%, nhưng mà hạn chế tối đa cái tình trạng là tái phát nám. Vâng. Như trường hợp của chị Huệ đây chẳng hạn thì vẫn đang trong cái quá trình liệu trình là lần thứ hai đúng không chị? Đúng. Tức là đang trong quá trình là hồi phục, giai đoạn vừa hồi phục. Thì cái đợt vừa rồi, Tết vừa rồi thì chị không qua được spa chăm sóc, thì bây giờ cái da của chị khi mà đến chăm sóc thì chị nhận định cái da như thế nào chị? Rất là đẹp luôn mọi người. Tại vì chị gần 2 tháng là vậy không có tới đây được để mà đi Tết đi chơi rồi này kia, đó là gần 2 tháng. Mà tới đây thì cái làn da nó chỉ đẹp ra thôi, chứ còn ở nhà thì mình chỉ cho dưỡng bình thường thôi, nhưng mà ra đây thì mình đã chỉ đẹp ra thôi chứ không có một cái vấn đề gì, mà mình là đi biển đi đồ rất là nhiều nơi luôn, nhưng mà không có ảnh hưởng gì đó làn da hết. Dạ. Rất là cảm ơn chia sẻ của chị Loan và cảm ơn chị Huệ. Đây là một trong những cái ca mà chính thức là chị Loan ở Bình Tân đang thực hiện cái ca này bằng những cái sản phẩm của STD Group. Chính vì thế nên hiện tại thì Huệ đang thấy là ở trên mạng và một số kênh thông tin thì cũng có rất là nhiều nơi và cũng có rất là nhiều bạn thì cũng có lấy cái hình ảnh của chị Huệ để có thể nói rằng là đây là cái phác đồ điều trị của bên các bạn đó. Thì mình cũng đính chính, xin đính chính với các bạn là đây là chính xác là cái ca khách hàng của bên chỗ chị Loan ở Bình Tân, Hồ Chí Minh là đang điều trị cái ca khách hàng này. Nếu như mà mọi người, ví dụ như khách hàng gặp tình trạng giống như chị Huệ bị rối loạn sắc tố nặng, hoặc là những cái chị nào mà chủ spa chúng ta đang muốn tìm những cái phương pháp mà để giúp cho những khách hàng giống như chị Huệ để có thể cải thiện được cái làn da của mình, thì chúng ta hãy tìm chính chủ nhân đã điều trị ra cái phác đồ như thế này và đã điều trị ra cái ca thực tế là khách hàng ở đây, để cho chúng ta có thể được, có được cái phác đồ chuẩn nhất, để tránh những cái việc mà chúng ta sẽ bị thông tin nó bị sai, hoặc là có thể cái phác đồ đưa ra nó không có hiệu quả với khách hàng, và tránh cái việc mà chúng ta sẽ bị tiền mất và tật mang nhé mọi người nhé. Như chị Huệ là trước đây là cũng qua rất là nhiều phương pháp và qua rất là nhiều nơi rồi đúng không chị? Thì với những cái trường hợp như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng. Và bên chỗ chị Loan thì hiện tại thì đang hỗ trợ cho các spa, các chủ spa và những khách hàng mà đang muốn điều trị những cái phương pháp như thế này mới nhất của STD Group, và đặc biệt là những cái tình trạng rối loạn sắc tố nặng như thế này, thì chúng ta có thể inbox hoặc là để lại thông tin số điện thoại, chị Loan sẽ hỗ trợ để giúp cho mọi người có được những cái làn da đẹp như của chị Huệ bây giờ. Chị bây giờ chị có tự tin chưa chị? Thôi bây giờ là quá tự tin, yên tâm lắm rồi. Em nghe nói là cái năm mà chị bị như này là chị còn không dám về quê ăn Tết luôn đấy hả? Mà không có đi đâu luôn. Không có đi đâu luôn, lại bị mất tự tin đúng không chị? Bây giờ thì em thấy là chị đang rất là tự tin này, trẻ ra rất là nhiều, năng lượng rất là nhiều. Và đặc biệt nữa thì chị cũng đã giới thiệu ra rất là nhiều những khách hàng đến với spa của chị Loan Nguyễn để điều trị. Tất nhiên là khách hàng thì không bị tình trạng rối loạn nặng như chị Huệ, nhưng mà đương nhiên là chị em phụ nữ chúng ta mà có những cái vết nám đồi mồi, hoặc là da chúng ta chỉ cần là có những cái dấu hiệu lão hóa thôi, thì chúng ta cũng có cái sự tự ti rất là nhiều trong cái giao tiếp hoặc là trong cái công việc của mình. Như hôm qua cũng có một chị khách hàng chia sẻ rằng là khi mà da của chúng ta thay đổi thì gần như nó thay đổi cái phong thủy trong cái vấn đề về giao tiếp, trong cái vấn đề về làm ăn và trong cái vấn đề về hạnh phúc gia đình đó. Thì đấy là những cái vấn đề mà phụ nữ chúng ta rất quan tâm. Chính vì thế nên ngày hôm nay thì Huệ muốn làm cái video clip này để có thể lấy lại cái niềm tin cho những chị em phụ nữ nào mà chúng ta đang gặp những cái tình trạng da của chúng ta đang có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta đang không biết khắc phục, hoặc là không có cái phương pháp nào để giải quyết, thì chúng ta hãy để lại số điện thoại và thông tin của mình. Chị Loan, chị sẽ đọc theo cho em cái số điện thoại của chị và địa chỉ spa của chị, để các khách hàng và các chủ spa nếu như muốn biết chính xác thông tin về những cái ca điều trị như của chị Huệ thì chúng ta có thể inbox trực tiếp hoặc là gọi điện trực tiếp cho chị Loan nhé. Mọi người cứ liên hệ với mình với số điện thoại là 0903 198 965 và 0909631367. Còn địa chỉ bên mình là số 193 đường số 16, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Dạ, mọi người đã có được số điện thoại và địa chỉ của chị Loan rồi. Vậy thì nếu như chúng ta muốn tìm một cái giải pháp tốt nhất cho các khách hàng của mình, chúng ta hãy liên hệ với chị Loan trực tiếp để chúng ta biết được là cái quy trình điều trị của chị Loan với những ca rối loạn sắc tố nặng như chị Huệ đây thì chị Loan đã sử dụng những cái quy trình như thế nào nhé. Và cái video này thì một lần nữa Huệ khẳng định đây là chủ nhân để có thể làm ra được cái ca này, để chúng ta tránh bị nhầm lẫn về mặt thông tin và chúng ta tránh bị cái vấn đề là tiền mất và tật mang, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của chúng ta và ảnh hưởng đến các khách hàng của chúng ta nhé. Huệ xin tạm biệt mọi người và xin hẹn lại gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Các chị chào mọi người nha. Dạ, cảm ơn các chị nha.